Này sẽ hướng dẫn photo khổ khổ trên cái dòng máy Lico. Cái này Và các bạn photo sẽ căn đề bên đâu? úp cái mặt này xuống trước này. Mặt này mi vô. Đấy, mặt này có rồi thì chúng ta sẽ úp cái hàn mặt của cái này. Đấy. Cô ở góc này này. Lico, bây giờ mặc định ở cái photo paper này ấy. Ở photo paper các bạn sẽ chọn là khổ giấy A4. A4 này là A4 dọc. Đấy, các bạn thấy là cái biểu tượng nó dọc của nó ở đây. Và ở dưới này chúng ta phô ghép mặt thì chúng ta gọi 1 qua 2. Còn nếu mà các bạn photo ở đây cũng ghép mặt được, nhưng mà nó chủ yếu là nó photo hai mặt. Bây giờ chúng ta đang muốn là ghép mặt, một mặt qua hai mặt thì chúng ta chọn chế độ đầu tiên, kích thước sổ của nó hoặc đó. Và ở dưới đây là cái mực ấy, thì chúng ta sẽ chọn là mực. Và ở đây là chế độ shop, có nghĩa là chế độ xếp bộ ấy. Thì nó sẽ là mình chỉ muốn là nó xếp bộ một, có nghĩa là xếp bộ dọc thôi, không muốn xếp bộ ngang thì chúng ta chọn cái chế độ này. Chúng ta muốn xếp bộ dọc thôi, được ạ. Hoặc là ở đây là ở chế độ photo ở trên này ấy, là chúng ta phải chọn text photo, bởi vì là chúng ta muốn kèm hình ảnh và văn bản thì chúng ta phải chọn text photo, còn muốn chỉ chọn hình ảnh thôi thì chúng ta chỉ chọn photo. Con hiểu rõ chưa ạ? Đó, và nói chúng ta chọn text photo và chọn ok. Đó thì là anh hình ảnh nó vừa nét giữa hình ảnh và chữ luôn. Còn ở chế độ này ấy, đó chính là full size. Và chúng ta đi full size có nghĩa là gì? Full size có nghĩa là khổ giấy ra số lượng ở khổ lấy đoạn đầu như nào ra thì nó sẽ như thế. bốn bản Số lượng như thế nào thì chúng ta phải ghi vào trước, bốn bản thì chúng ta phải đánh bốn bản vào trước. Cái này chúng ta để chạy dọc đi, bởi vì chạy dọc thì đôi lúc là nó dễ dàng hơn và máy của chúng ta chạy nó tốt hơn. Nó ra chỗ nào? Nó chạy dọc, nó sẽ ra dưới này. Đó đó là cái cơ bản của mình. Các bạn nếu mà các bạn phô 100 bộ hoặc là khi các bạn chụp 100 bộ thì các bạn có thể chọn một qua hai này, nó sẽ ra nó tự động dọc ngang ngang dọc thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, còn như này thì chúng ta 4 bộ thì chúng ta phải đánh số trước thì chúng ta mới 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 mới, mới chạy được. Khi chúng ta không như cái dòng Toshiba này, các bạn đánh số khi bạn chụp xong, có nghĩa copy những bản ở đây xong thì các bạn mới đánh số thì nó cũng được, nhưng mà dòng này nó lại không không thế. Thì các bạn cần phải đánh số trước thì nó mới chạy được. Có cái này kiểu gì đây? Yên tâm là nó sẽ chạy ra. Bây giờ cứ cái dòng tô dòng Lico này, khi các bạn chụp được tờ nào thì nó sẽ ra tờ đấy luôn. Khi đã chụp được hai mặt đấy thì nó không giống như cái dòng Toshiba, như chụp xong ấy, thì chúng ta cho finish ra thì nó mới ra đấy. Đây là dòng rất là hay. Khi nó vô bao nhiêu thiếu bản mặt anh? thì ra cái gì? Hai bản. Hai bản này anh. Khi nó thiếu một mặt thì nó chơi ra làm cái gì? Thiếu một mặt thì bây giờ lẻ trang lẻ trang lẻ thì mình bấm enter ở đây thì nó sẽ nhận luôn. Đấy, enter đấy. Xong bản hả? Vâng. Đấy, enter. Cũng nghĩa là nó hiển thị ở trên này. Bây giờ test cái này đi. Đấy. Ok. Thì như đấy lắp wifi chị. Lắp rồi anh. Viettel Vina này. Em lắp Viettel anh ạ. Viettel này. Vâng. Anh đang bên gì hả anh? Mình bưu điện. À, bưu điện à? Bưu điện là của Vina hả anh? Không, bưu điện riêng, bưu tách riêng ra rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ anh đang làm bên internet á? Đúng. Mình vâng. Hỏi là bên gửi đồ thôi. Vâng. À. Mỗi khi gửi đồ hay chú Huấn gửi đấy, thôi. Huấn. Vâng. Đấy cái này. Vâng. Được, okay. Được rồi, không đâu cái này. Hai tờ hả anh? Vâng. Nó ép cái giấy không được mượt lắm nhỉ. Cây kia là tại cái lô sấy nó chưa nóng nữa. Mình phô một hai tờ nó. Cái giấy nó không cong gì. Đây được rồi. Cái chè này. Cái chè này. Cái này 2000. Thành tiền.